Namaste, xin chào các bạn. Các bạn có biết là hôm nay mình rất khác không? Mình không mặc quần áo yoga mà mình mặc quần áo thường phục. Mình ngồi ở một góc nhỏ trong phòng mình để làm việc. Và chủ đề ngày hôm nay là về văn phòng. Mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách giải quyết về các vấn đề đau vai gáy trong lúc làm việc. Dạo này mình chuẩn bị cho workshop ở Hà Nội sắp tới, thành ra là mình chợt nhớ rằng ngày xưa mình đã từng bị đau vai gáy khi làm việc. Và cái thói quen rất xấu của mình ngày xưa là mình ngồi như thế này, và mình khom lưng và mình ngửa cổ lên như vậy. Đấy, vì vậy thì thành ra là các đốt sống cổ nó bị chèn ép về phía đằng sau, rất là mỏi, lưng thì gồ. Đó, thì mình sẽ điều chỉnh lại ngay nhá. Mình ngồi thẳng như vậy và đẩy lực lên. Chúng ta chỉ cần làm một cái bài tập như thế thôi, như là cái con cổ ngỗng ấy. Đấy. Đó, thói xấu này, tốt này, xấu, tốt. Đó. Ừ. Và bắt đầu làm việc. Ok. Mình sẽ dừng ngay lúc này, chúng ta bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ trước hết là chúng ta sẽ thử kéo giãn cái phần phần vai gáy này, mở nó ra bằng bằng cách là đưa cánh tay phải lên trên tay trái và khóa nó lại như vậy. Thế và chúng ta hãy nâng cái phần khuỷu tay lên một chút, thở thật đều, cố gắng không ngửa cổ và chúc cằm xuống một chút. Đó, chúng ta hãy cố gắng tách hai tay ra mà không tách được. Đó thì cái lúc đó thì chúng ta sẽ cảm nhận sâu phần bả vai, các cái cơ ở bả vai của chúng ta đang được mở. Thế nào, chúng ta hãy cố gắng kéo hai tay ra nào. Đó. Hít vào. Thở ra. Hai hơi thở nữa. Hít vào. Thở ra thật đều và chậm rãi. Một hơi thở nữa. Rồi chúng ta nhả ra và chúng ta chuyển sang bên kia. Hít vào, vươn hai tay lên. Rồi vắt tay trái sang bên phải. Nâng khuỷu tay lên. Chúc cằm xuống một chút. Nào cố gắng kéo hai tay ra nhưng mà nó bị khóa lại. Đó thì tự dưng cái xương bả vai của chúng ta đang được mở ra và nó sẽ giúp được các cái cơ của chúng ta đang được kéo giãn ra một cách rất tự nhiên. Thở thật đều. 5 4 3 2 1. Rồi chúng ta nhả ra. Ok. Bài tập tiếp theo là chúng ta hãy nâng cái phần vai tay tay phải lên. Ừ. Rồi chúng ta lấy tay trái, chúng ta kéo khuỷu tay phải sang bên phía tay trái. Và khi mà bàn tay phải đã được đặt ở vị trí giữa trung tâm của cuộc sống thì chúng ta lấy tay trái, chúng ta vặn nó về phía đằng sau. Có thể là tay trái của chúng ta chỉ đặt được ở dưới này thôi, có thể là chúng ta đưa được lên trên và với lấy tay phải. Khi mà chúng ta với được tay phải, hoặc là ở văn phòng chúng ta có cái chiếc khăn hay là chiếc dây hoặc là cái thước kẻ thì chúng ta có thể dùng nó để kéo nó. Rồi khi mà chúng ta đã khóa được lại hai tay với nhau thì chúng ta thả lỏng cổ vai gáy ra, đầu ra một chút. Nào, cái phần nào chúng ta chú ý trong tư thế này nhỉ? Chúng ta hãy hạ cái phần vai trái này xuống một chút và chúng ta khóa tay và nâng cái phần khuỷu tay phải lên chút. Đó, và chúng ta sẽ cảm nhận được rằng là cái phần nách này, từ từ sườn này cho đến cái phần cơ ba đầu của chúng ta đang được kéo giãn ra. Hít thở đều. Rồi, chúng ta nhả ra. Khi mà nhả ra như vậy thì chúng ta ngay lập tức chúng ta có cảm thấy cơ này nó đang được mỏi đúng không? Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề ngay lập tức bằng cách đưa tay phải sang bên tay trái và chúng ta khóa nó vào khuỷu tay trái, lấy sức mạnh của tay trái để kéo ép cái phần cơ ba đầu này về phía ngực và chúng ta sẽ cảm thấy độ thư giãn thật là tuyệt vời của cơ ba đầu. Thở thật đều. 2 3 4 5.
Rồi chúng ta nhả ra và tiếp tục sang bên tay trái. Hít vào, vươn tay trái lên, gập khuỷu tay trái lại. Lấy tay phải kéo khuỷu tay trái sang bên phải. Rồi chúng ta quật tay phải về phía đằng sau, có thể là với được, có thể là dùng dây. À, thả lỏng đầu ra một chút, thư giãn. Nào, dìm cái phần vai phải này xuống và nâng cái phần khuỷu tay trái này lên về phía đằng sau, ép về phía đằng sau. Thở đều, hơi thở thật điều hòa và chú tâm vào hơi thở, cũng như là vào những cái vị trí mà chúng ta cần chú ý. Thở thật đều và thư giãn khuôn mặt. 4 3 2 1 Rồi chúng ta thả lỏng ra từ từ. Ok, vậy mình lại phải giải quyết vấn đề này đúng không? Đưa tay phải trái sang bên phải và lấy tay phải, sức mạnh của tay phải ép thật chặt về phía ngực của mình. Thở thật đều. 5 4 3 2 1 Rồi chúng ta nhả ra. Ok, chúng ta hãy tiếp tục bài này. Cái động tác này nó rất là thích và rất là quan trọng trong cái việc thư giãn phần cổ, bên sườn cổ đó. Vậy chúng ta hãy đặt tay phải sang phía thành ghế bên phải, thật thư giãn và thả lỏng nó xuống, đưa nó về cảm giác rơi tự do đó. Xong cái đó thì chúng ta cân bằng hai vai, rồi chúng ta lấy tay trái cảm nhận độ nặng rất tự nhiên của tay trái, chứ không vít, chứ không lấy lực để vít, mà sẽ chỉ có dùng độ nặng của tay trái để hạ đầu sang bên trái thôi. Xong đó thì chúng ta bắt đầu cảm nhận sự thư giãn, các cái cơ ở phía bên sườn cổ phải đang được massage với nhau rất là tuyệt vời. Thư giãn khuôn mặt và hãy hướng sự chú ý về phía bên cơ sườn cổ bên phải. Thở đều. Cái tư thế này thì mình muốn các bạn giữ lâu hơn một chút để cho nó có tác dụng sâu hơn, giãn sâu hơn. Hít vào bằng mũi, thở thật đều từ từ. Hai hơi thở nữa. Rồi chúng ta lấy tay trái, chúng ta đẩy đầu lên từ từ một cách an toàn. Xong đó thì chúng ta hạ tay trái xuống. Chúng ta lại dùng tay phải, nhớ là dùng độ nặng tự nhiên của tay phải để hạ đầu sang bên phải. Bắt đầu cảm nhận cơ cổ bên trái đang được kéo giãn. Thư giãn khuôn mặt. Hãy hướng sự chú tâm sang phía bên sườn cổ bên tay trái. Cái độ căng này nó rất là tuyệt vời, nó như là cảm giác được massage đó. 5 hơi thở nữa. Điều hòa hơi thở thật sâu, thật từ từ, không vội vàng, và hoàn toàn thư giãn khuôn mặt và mỉm cười nếu có thể. Một hơi thở nữa. Hít vào, thở ra. Rồi chúng ta lấy tay phải đẩy đầu lên một cách an toàn. Đó, sau một loạt các cái phần khởi động cổ vai gáy thì chúng ta lấy tay khóa hai tay lại và chúng ta đặt vào phía đằng sau cổ, sau đầu như vậy, và chúng ta ép với phần khuỷu tay về phía mặt. Xong đó thì chúng ta không gập người như vậy, và chúng ta thẳng đốt sống từ đốt sống cùng lên đến tận đốt sống cổ, và chúng ta đẩy đốt sống cổ về phía đằng sau, trúc cằm về phía ngực. Rồi chúng ta, cái này thì chúng ta có thể kéo đầu về phía trước, dùng độ nặng và dùng lực của hai tay để kéo về phía trước. Sau vai và gáy, và nhất là các đốt sống cổ đang được kéo giãn, mình cảm nhận rất là tốt và tuyệt vời. Hít vào, thở ra.
4. Hãy chú tâm về phía các đốt sống cổ nhé. 3, 2, 1. Rồi chúng ta từ từ nâng cổ lên. Đó. Chúng ta tiếp tục một số các cái động tác nữa mà có thể xoay quanh để có thể giúp cho cái cột sống của chúng ta được thông huyết mạch. Vậy thì chúng ta sẽ dùng các tư thế vặn nhé. Chúng ta cái ghế này nó cũng hơi bập bênh, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cố định được bằng cách là siết cơ bụng và cố định hai hông, sau đó thì đặt tay phải sang bên phía thành ghế bên trái, và chúng ta đặt khuỷu tay vào phía thành lưng của chúng ta, sau đó thì chúng ta kéo, đó, chúng ta kéo thành ghế bên trái lại, xuôi vai xuống, và chúng ta sẽ cảm nhận được độ vặn của cột sống một cách an toàn. Thở thật đều. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta thả ra. Rồi chúng ta lại chuẩn bị bên phải. Cố định hai hông, siết cơ bụng lại, đẩy khuỷu tay về phía thành bên thằng lưng, lấy tay phải bám chặt vào thành ghế bên phải, lấy tay trái bám chặt vào thành ghế bên phải, rồi chúng ta kéo, lấy tay trái kéo thành ghế bên phải, chúng ta vặn, thở đều. 5 4 3 2 1. Rồi chúng ta nhả ra. Ok, chúng ta cũng có thể là tập không những là đốt sống cổ trong lúc ngồi văn phòng, chúng ta cũng có thể là tập một vài các cái tư thế, ví dụ như là các cái tư thế gập người về phía trước chẳng hạn, hít vào nâng hai tay lên, tách hai đùi gối ra khoảng tầm bằng hợp với hông, và chúng ta thở ra, nhoài người về phía trước, thẳng đốt sống về phía trước. Đó. Nhấn thật chặt các ngón chân xuống dưới mặt đất, rồi từ từ chúng ta gập người xuống, rồi thả lỏng đầu gáy cổ xuống thư giãn, cảm nhận lực hút của trái đất, giữ thật đều hơi thở. 5 4 3 2 1. Hít vào, vươn hai tay lên, thở ra hạ xuống. Một tư thế nữa mình cũng muốn giới thiệu với các bạn, đó là tư thế mở hông trong khi ngồi ghế. Ngồi ghế mà mở hông được thật là tuyệt vời, phải không các bạn? Mình mặc váy nhưng mà vẫn có thể váy của mình rộng, hoặc là các bạn mặc quần thì càng tốt. Mình sẽ vắt cái phần mắt cá chân này lên đùi gối bên trái. Đó. Như thế này là chúng ta đã cảm nhận được hông đang mở rồi, đúng không? Chúng ta siết lực của bàn chân này, gan bàn chân này. Đó. Rồi chúng ta hít vào, nâng hai tay lên, hướng ngược về phía trước, thẳng cột sống, từ từ. Chúng ta có thể hạ hai khuỷu tay xuống dưới chân phải, giữ như vậy cũng được. Và nếu như các bạn có thể hạ cả hai tay xuống dưới mặt đất thì chúng ta sẽ cảm nhận độ mở hông càng sâu. Thở đều, tiếp tục siết gan bàn chân. 5 4 3 2 1. Chúng ta đặt tay lên chân, cả hai tay, hít vào, nâng ngực lên, thẳng cột sống. Ok, chúng ta đổi bên nhé. Đưa mắt cá chân trái sang bên gách lên đùi bên phải. Rồi, hít vào, nhớ là siết gan bàn chân trái,
thở ra, nhoài người về phía trước, rồi hạ tay xuống, thả lỏng vai gáy, thở đều, hít thở thật sâu. Chú hướng sự chú ý về phía bên hông trái đang được mở, đang được thư giãn. 5 4 3 2 1. Hít vào, nâng người lên, thở ra, hạ xuống. Ok, có lẽ là bài tập ngắn ở văn phòng thì chỉ thế thôi nhỉ, chứ không phải là 1-2 tiếng như chúng ta ở nhà. Vì thế mà chúng ta hãy thật thư giãn thẳng cuộc sống và nhắm mắt lại một chút. Hít thở đều. Và chúng ta không điều khiển hơi thở nữa, hãy để cho hơi thở tự nhiên. Hơi thở đến, biết hơi thở đến. Hơi thở đi, biết hơi thở đi. Thư giãn khuôn mặt. Hai tay chắp trước ngực. Namaste. Xin cảm ơn các bạn.